dhc là tên viết tắt của daigaku honiaku center thương hiệu mỹ phẩm thực phẩm chức năng nội địa hàng đầu nhật bản các sản phẩm của dhc được biết tới với các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên mà thành phần cốt lõi là dầu ô liu cùng với đó thực phẩm chức năng dhc cũng luôn nằm trong top sản phẩm bán chạy nhất làm hài lòng rất nhiều khách hàng ở các thị trường khó tính như nhật bản và cả ở việt nam với mức giá tầm trung và sự hiệu quả vượt trội DHC viên uống Perfect Vegetable viên uống bổ sung rau củ, viên uống bổ sung dinh dưỡng chiết xuất từ 32 loại rau củ tự nhiên được trồng 100% tại Nhật. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người hay ăn ngoài, ăn ít rau, bận rộn, sản phẩm giúp bổ sung hàm lượng vitamin E và chất sơ cần thiết mỗi ngày. Ngoài ra trong liều uống 4 viên một ngày còn chứa hơn 1.000 tỷ nấm men và lợi khuẩn axit lactic tốt cho đường ruột hỗ trợ quá trình tiêu hóa, làm mát cơ thể, giảm táo bón, tránh nóng trong gây mụn, giảm nhiệt miệng. Giúp da sáng khỏe và mịn màng, công dụng của viên uống rau củ, bổ sung dưỡng chất rau củ trong một ngày cho người bận rộn. Bổ sung các chất dinh dưỡng khác như lợi khuẩn, lactic men, vitamin E, mang lại cho người sử dụng một làn da mạnh khỏe. Gói 90 ngày tiết kiệm khi mua sắm, thành phần của sản phẩm, thành phần gồm, cellulose, glycerin acid béo và ester silicon dioxide, dưỡng chất 32 loại rau xanh, cà rốt, cà chua, bí ngô, bắp, khoai lang, bắp cải. Măng tây, lá củ cạch, củ sen và lúa mạch, cải xoăn, hành tây, bí ngô, ngô ngọt, khoai lang tím. Tía tô đỏ, rau bina, lá củ cải, hoa sen gốc, nozawana, bóc soi, cải bắp Trung Quốc, bột rau. Hành lá, tỏi, gừng, rau mùi tây, cây nghiêu bàng, bông cải xanh, cần tây, lá, mướp đắng, ngải cứu cỏ linh lăng đậu xanh măng tây tía tô đối tượng sử dụng sản phẩm người hay bị nóng trong táo bón nổi mụn đường tiêu hóa kém người lười hoặc ghét ăn rau xanh người khó bổ sung rau xanh trong một ngày